Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vừa công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn của các doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, dù năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh có gặp nhiều khó khăn, nhưng mức thưởng Tết cao nhất tại Đà Nẵng và Quảng Nam lần lượt là trên 1 tỷ đồng và 636 triệu đồng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết đã có 116 doanh nghiệp gửi báo cáo về kết quả tiền lương năm 2023, kế hoạch tiền thưởng Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho người lao động. Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại thành phố Đà Nẵng cao nhất là hơn 1 tỷ đồng, thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh. Mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng, thuộc về khối doanh nghiệp FDI. Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Nam, Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương này cho biết có 46 trên 68 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho 20.253 lao động. Mức thưởng bình quân của doanh nghiệp đạt trên 11 triệu đồng một người. Mức thưởng bình quân cao nhất thuộc về công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước với mức thưởng bình quân trên 23 triệu đồng một người. Doanh nghiệp dân doanh thưởng trên 8,7 triệu đồng một người. Mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 có mức thưởng cao nhất tại Quảng Nam thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là trên 636 triệu đồng một người. Mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng. Thưa quý vị, thời điểm cuối năm được xem như là thời điểm mà rất nhiều công nhân mong ngóng, bởi vì đây là thời điểm mà các doanh nghiệp sẽ đưa ra chế độ thưởng Tết, cùng với đó là nhiều chính sách chăm lo Tết cho người lao động. Tuy nhiên, năm nay trước những khó khăn chung của nền kinh tế thì các vấn đề lương thưởng đã khiến cho người lao động không khỏi thấp thỏm. Nhiều người hy vọng sẽ có một cái Tết trọn vẹn sau những bấp bênh trong công việc trong suốt một năm vừa qua. Hôm nay chị Dung về sớm hơn 1 tiếng rưỡi theo chế độ dành cho nữ lao động trong tháng. Bữa chiều của chị đơn giản là cơm hộp, tiết kiệm chi tiêu, gửi tiền nuôi con, gửi ông bà ở quê Tân Châu, An Giang. Mức lương trung bình 5 triệu đồng một tháng, nên với chị, cuối năm chỉ biết trông chờ vào khoản thưởng Tết. Em mong muốn thì nó cũng như mỗi năm thôi, nó cũng như vậy là tốt lắm rồi. Cũng được thưởng 2 tháng lương mỗi năm. Tương đương? Dạ, tương đương như mỗi năm. Tương đương là bao nhiêu tiền? Là công ty em nếu mà tương đương thì lương của em là 5 triệu mấy. Thì gấp đôi của nó thì khoảng 10 triệu, 11 triệu. Nhưng mà trước lãnh trước Tết là 75%, sau Tết là 20%. Cùng chung dãy trọ A, khu lưu trú Tân Thuận, anh Điền xuống ca với bịch cơm hộp. Công việc nếu tăng ca, thu nhập chừng 10 đến 11 triệu, còn không tăng ca thì 7 hoặc là 6 triệu. Nhắc chuyện thưởng Tết, anh chỉ mong được như những năm trước đây. Trước hình như là được một tháng lương, là được chừng 6 triệu mấy. Tính tổng thì em mong muốn là sẽ được khoảng bao nhiêu, đoán không? Nếu đoán 6-7 triệu thì ổn rồi, chứ bây giờ... Giờ năm nay nó không ổn định như mấy năm trước nữa. Tại vì nếu mà được ổn định như mấy năm trước thì tiền thưởng là ổn rồi. Giờ nó nên làm doanh nghiệp, những tháng cuối năm là tất bật dữ lắm. Phải lo rồi thu gom nợ nần, rồi phải lo là trả cho nhà cung cấp, rồi phải giải quyết tiền lương, tiền thưởng. Nói chung là các doanh nghiệp nào cũng phải có những cái mà tất bật trong những ngày cuối năm. Các hiệp hội nghề nghiệp cho biết năm nay khó đoán về các mức thưởng Tết. Nhiều doanh nghiệp vẫn đang cân nhắc mức thưởng Tết phù hợp, còn một số doanh nghiệp khác sẽ thưởng khá hơn năm ngoái. Nhiều doanh nghiệp khác tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công đoàn cũng đang nỗ lực để người lao động có lương, có thưởng Tết. Và đến thời điểm này thì qua cái tổng hợp và khảo sát sơ bộ thì công đoàn dự kiến năm nay thì số lượng chăm lo là khoảng hơn 40.000 đoàn viên công nhân lao động trên địa bàn của 17 khu với số tiền dự kiến là hơn 23 tỷ. Và qua cái khảo sát thì công đoàn cũng có cái xác định sẽ có cái phối hợp với ban quản lý HEPSA cũng như là quỹ hỗ trợ công nhân thành phố để trên cơ sở đó có những cái chăm lo cụ thể cho những cái doanh nghiệp mà với cái điều kiện khó khăn của mình không có đủ cái khả năng để thưởng Tết cho công nhân. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức chương trình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố cho khoảng 21.000 hộ gia đình công nhân lao động, đặc biệt chăm lo cho đoàn viên người lao động đang làm việc tại các đơn vị ở xa thành phố hoặc đến thăm tặng quà cho người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, làm việc khu vực phi chính thức.
Còn tại phía Bắc, lúc này một số doanh nghiệp đã cho người lao động tăng ca để kịp thời đáp ứng đơn hàng cuối năm. Trong một năm kinh tế khó khăn như 2023, đơn hàng suy giảm nhiều, giữ được công ăn việc làm đã là cố gắng lớn của các doanh nghiệp. Về kế hoạch thưởng Tết, dù hiệu suất kinh doanh không bằng như mọi năm, thế nhưng các doanh nghiệp cho biết sẽ cố gắng có thưởng để động viên người lao động. Cũng như hơn 1.400 công nhân của nhà máy này, anh Hậu bắt tay vào làm đơn hàng cuối năm với tốc độ gấp rất nhiều ngày thường. Công việc nặng, mồ hôi rơi, thế nhưng những lao động như anh luôn khấp khởi, hy vọng. Vất vả thì cũng có vất vả, nhưng mà người công nhân thì em cảm nhận là họ cũng cảm thấy rất là thoải mái. Người ta cảm nhận là cái gì cuối năm người ta phấn đấu để có một cái mức, có một cái thưởng Tết thật là ấm no. Vâng, xuân đến Tết đến thì cũng mong muốn là các ban lãnh đạo cố gắng làm sao cho chúng em được cái thưởng Tết thật ấm no, cứ 200% là chúng em ok. May mắn nhất của năm nay, đó là những lao động của xưởng may này chưa từng có một ngày phải nghỉ việc vì thiếu đơn hàng. Những lúc khó khăn nhất, lãnh đạo doanh nghiệp phải nhận cả những việc không phải là thế mạnh của đơn vị để cho công nhân đủ việc. Tuy vậy, đơn giá giảm đã khiến lợi nhuận tụt giảm theo. Doanh nghiệp khó lòng đạt mức thưởng Tết kỳ vọng như năm ngoái. Thưởng thì chúng tôi có bị ảnh hưởng bởi cái hiệu quả sản xuất kinh doanh, cho nên thưởng của năm 2020, thưởng Tết của 2023 này chỉ đạt được khoảng từ 70-80% so với cả năm 2022. Còn tại doanh nghiệp sản xuất ngao xuất khẩu này, do thị trường xuất khẩu chính là châu Âu bị suy thoái bởi chiến tranh Nga-Ukraine khiến nhu cầu giảm, đơn hàng cũng thu hẹp. Nhưng do giữ được lợi thế thị trường ngách, đơn hàng vẫn đảm bảo từ 25 đến 30 container một tháng, đạt 80% công suất nhà máy. Do vậy năm nay, doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì mức thưởng cũ. Chúng tôi hy vọng là với cái hiện tại là chúng tôi đã cố gắng giải quyết là đảm bảo đủ lương cho cán bộ công nhân viên và có thưởng theo như thưởng Tết và thưởng cuối năm như là năm ngoái chúng tôi đã làm. Cho nên là năm nào chúng tôi cũng có thưởng lương tháng 13. Ở bên cạnh đó chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết thêm một tháng nữa. Hạnh phúc lớn nhất của người sử dụng lao động là tạo được việc làm cho người lao động. Và hạnh phúc lớn nhất của người lao động là được đi làm. Thì các yếu tố này đang bị ảnh hưởng. Các cái điều kiện đó buộc doanh nghiệp đang phải điều tiết lại lao động. Có những lúc cần thiết phải giảm cả việc làm. Cho nên là đây là một cái sức ép lớn, khó khăn cho người lao động. Sức ép về đơn hàng và việc làm là rất lớn với các doanh nghiệp trong năm 2023. Thưởng Tết năm nay vì thế cũng được dự báo không có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, hơn lúc nào hết, doanh nghiệp, người lao động cần sát cánh bên nhau. Bởi khi doanh nghiệp có lợi nhuận, người lao động sẽ có việc làm, có lương và có thưởng. Dự báo tình hình tiền lương thưởng Tết năm 2024 sẽ gặp nhiều khó khăn do vẫn còn nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng. Vì vậy mà công đoàn các cấp chủ động hướng về cơ sở, nắm tình hình kiểm tra, giám sát doanh nghiệp, việc trả lương thưởng Tết cho người lao động, đa dạng các hình thức chăm lo đời sống cho công nhân lao động. Với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, Công đoàn thành phố Hà Nội cho biết sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, trong đó ưu tiên những người bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm với 10 hoạt động trọng tâm như chương trình chợ Tết công đoàn, Tết không xa nhà, hỗ trợ phương tiện để người lao động về quê đón Tết và quay trở lại làm việc. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì người lao động quan tâm nhất liên quan là ngoài tiền lương thì tiền thưởng. Năm nay thì chắc tình hình chung thì khó khăn, các doanh nghiệp, người lao động cũng sẵn sàng chia sẻ. Chắc chắn vấn đề chia sẻ để cũng có trách nhiệm hơn với doanh nghiệp. Nhưng mà doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm để đảm bảo tiền lương, tiền thưởng người lao động. Chúng tôi nghĩ liên quan là vấn đề chăm lo, hỗ trợ, tạo điều kiện là thường xuyên. Nhưng quan trọng nhất liên quan để người lao động vẫn phải có việc làm. Tại thành phố Đà Nẵng, bên cạnh xây dựng các hoạt động chăm lo cho người lao động bị mất việc làm, bị giảm thu nhập, công đoàn các cấp tham gia nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc trả lương, thưởng cho người lao động. Qua đó kịp thời phát hiện và có giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn. Thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và quan trọng nhất chúng tôi vẫn chú trọng là vai trò giám sát tại từng cơ quan doanh nghiệp của Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Để từ đó thì chúng tôi có thể nắm vấn đề nó kịp thời hơn và có thể là can thiệp kịp thời để mà không xảy ra những cái tranh chấp lao động. Trong kế hoạch chăm lo Tết năm 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã giao công đoàn cơ sở
giám sát việc chi trả các chế độ lương, thưởng Tết của người lao động. Theo kiến nghị của đơn vị này, doanh nghiệp cần công khai kế hoạch thưởng Tết chậm nhất trước ngày 19 tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu công bố mức thưởng Tết. Trước hết là chúng tôi cố gắng là duy trì với cái ít nhất là bằng những năm trước. Đối với người lao động thì riêng cái tiền Tết âm lịch thì chúng tôi cũng nói luôn là cũng từ 5 đến 10 triệu hỗ trợ cho người lao động. Thưởng Tết thì pháp luật không bắt buộc, đôi khi nó cũng có giá trị như những cái quy định của pháp luật. Nó được thôi thúc từ cái động lực bên trong và trách nhiệm của người sử dụng lao động với người lao động. Với những doanh nghiệp mà có cái trách nhiệm xã hội cao thì họ luôn luôn ý thức được việc đó. Và khi họ làm tốt những cái việc này với người lao động thì cũng chính là cách để họ giữ chân người lao động. Chúng tôi tin rằng là công đoàn cơ sở khi mà tổ chức triển khai thì sẽ được nhiều cái doanh nghiệp hưởng ứng. Và thực tế là đến nay thì bước đầu thì cũng đã có nhiều doanh nghiệp cũng đã sẵn sàng thực hiện theo cái đề xuất của công đoàn trong cái việc là công khai cái thưởng Tết cho người lao động. Công đoàn các cấp sẽ tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về phương án, kế hoạch sản xuất, trả lương, trả thưởng Tết, chăm lo đảm bảo tất cả đoàn viên công đoàn, người lao động đều có Tết. Đến đây, chuyện trong ngày cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.